Câu chuyện bắt đầu từ việc bộ tộc người sói, họ đưa các chiến binh của mình tàn sát tất cả người dân sinh sống ở sông Dragon tại miền Tây Northumbria. Trước khi hành động, hắn đã cài gián điệp tại vùng đất này, đó chính là con gái Alap. Lúc này dân Anh đang được cai trị bởi người sắc sông, họ luôn phải đấu tranh với lũ xâm lăng Đan Mạch. Tin tức nhà vua Edward sắp băng hà lan ra, khiến những kẻ tranh ngôi vị bắt đầu nổi loạn. Nữ hoàng Isifu đang cầu nguyện cho nhà vua, hoàng tử Edward sai thuộc hạ đến bắt bà và hoàng tử Edmund hòng lật đổ ngôi vị. Không còn cách nào khác, bà đành phải đưa con trai đến cầu cứu lãnh chúa uchet người được xem là kẻ ngoại đạo lúc sắp rơi vào tay giặc họ kịp thời được cha xứ pirolic ứng cứu hộ tống đến bamberg của vương quốc northumbria khi lãnh chúa đang dùng bữa cùng các chiến binh vợ của clurd là ingrid tiên tri về cái chết của bảy vị vua mọi người không tin và chỉ coi là trò đùa đúng lúc này chết nghe tin nữ hoàng isjifu đã đến nương thân cùng con trai mình vì lòng trung thành với vua ông đồng ý bảo vệ nữ hoàng đưa người con trai thứ ba của vua y tình lên ngôi thống nhất nước anh sáng hôm sau Utrecht cùng các chiến binh của mình chuẩn bị đi đến Vương quốc Mers thăm dò đường đi. Bên này cha xứ Pyrolic đến Vương quốc Wessex tìm y tình, báo tin vua Edward đã băng hà, muốn cậu nhanh chóng quay về cung điện đăng quang củng cố quân đội, trước khi người anh trai tàn ác Edward lên nắm quyền. Nhưng y tình có đức tin riêng, cậu chỉ tin vào sự chỉ dẫn của thần linh, nếu thần linh bảo cậu chiến đấu thì cậu sẽ đứng lên. Lúc này lãnh chúa Utrecht đã đến Vương quốc Mers, nơi này được cai trị bởi vua Edward. Nơi đây là một thành trì tồi tàn, như để chuẩn bị cho một trận chiến sắp diễn ra. Lúc họ tiến vào, được biết ếch quất ủ mưu cho người dân thách đấu y thơ tình đến rồi cho quân đội mai phục đánh úp từ phía sau lãnh chúa ừ chết biết được sự thật liền lên kế hoạch ngăn chặn việc này đến đêm ba người âm thầm đánh gục hết đám canh cổng lấy chốt mở cổng đi vào trong mà không ai hay biết sáng hôm sau quân đội của y thơ tình tới anh ta đã tính trước một bước tiêu diệt hết quân đội mai phục của ếch quất buộc vương quốc của hắn ta phải đầu hàng nếu không sẽ san phẳng mảnh đất này ếch quất không hề sợ hãi muốn quyết chiến một phen nhưng bất ngờ lãnh chúa ừ chết mở cổng bước ra ngoài nói nơi này đã bị quân đội của Northumbria bao vây hoàn toàn. Thấy không còn đường chạy, hắn ta đành tập hợp quân đội đầu hàng. Edward bước ra ngoài thành, buông bỏ vũ khí và chấp nhận làm đồng minh. Y thơ tình đã không giữ lời hứa đâm chết Edward, ra lệnh cho quân đội tiêu diệt tất cả người dân trong vương quốc mơ. Cuộc chiến hỗn loạn buộc lãnh chúa ưu chết phải phá vòng vây, tìm Y thơ tình để ngăn chặn thảm kịch này. Ngay lúc này, thủ lĩnh của bộ tộc sói ra lệnh cho con gái mình tìm cách trà trộn vào các vương quốc, gây rối loạn nội bộ để thực hiện âm mưu thâu tóm lãnh chúa ừ trở về báo tin cho nữ hoàng về việc ếch quất đã chết ông cho rằng y thơ tình đã bị một lực lượng tín ngưỡng tà đạo chi phối trách nhiệm vương quyền đã làm sáng tâm trí của anh ta điều đó đang là mối đe dọa của tất cả các vương quốc khác ở vương quốc wessex y thơ tình đang quang lên ngôi vua mà không có sự tham dự của ừ tên giáo sư nói với vua ừ là mối lo ngại và cần phải thu phục trước khi quá muộn một bên khác cuộc tấn công của y thơ tình nhanh chóng giành được elfer -quid. hắn ta ra lệnh cho tất cả vương quốc của nước anh cũng như ngoài đảo xa phải cống nạp Y thơ tình không còn coi vương quốc Northumbria là đồng minh, bắt buộc phải bị tiêu diệt. Cách duy nhất để chống lại nhà vua mới là ưu ừ chết phải xưng đế, nhưng ông chắc chắn sẽ không làm chuyện trái với lòng trung thành của mình. Ông tự mình đến Elferquist để gặp Y thơ tình, mong ngăn chặn chuyện này. Nơi đây đang được ban hành sắc lệnh thu thuế các gia tộc, phục vụ xây dựng giáo sứ để trục lỗi lầm. Nhà vua ra lệnh phá hủy bãi đá quỷ với sự chứng kiến của cha xứ Chaslit. Ông dòng dõi sáng lập ra bãi đá trải qua hàng trăm thế hệ. Ngay cả quốc vương của Wellat cũng phải quy phục. Ông chính là người đã có công rất lớn trong công cuộc xây dựng vương quốc Mers, nhưng vua đã cho người bắt con của ông ta làm con tin. Nghe được tin, lãnh chúa Utrecht chết ngay lập tức đến gặp nhà vua Y Thơ Tình, khuyên can không nên làm thế với những người đã có công xây dựng. Những nơi thần linh từ lâu nhiều người dân đã tôn sùng, đừng để bị rất mũi bởi một tên đan mạch tự cho là thấu hiểu thần linh. Bởi đó là những kẻ thèm quyền, lợi dụng lòng nhân hậu của nhà vua để giành quyền uy cho bản thân hắn, ngược lại hắn đổ tội lên sự phản bội của lãnh chúa chết muốn tự xưng vương. Ông đang cố gắng giải thích thì bị in im under cắt ngang ư chết bị giam giữ chờ hành lễ quy phục vua theo lệnh của y thơ tỉnh đến tối thuộc hạ lẻn vào báo cho ông biết tên giáo sứ in im under tuyên bố ngài là kẻ thù của chúa ra lệnh cho hắn đến giết ông buộc ông phải rời đi trong đêm không may an lap nhìn thấy đến sáng cô ta đưa người đến bắt hắn khiến nhà vua y thơ tỉnh không thể chấp nhận được sự phản bội từ người bạn nối khố phán quyết treo cổ cùng lúc đó in im under đưa quân đội đến thành của lãnh chúa tự xưng là tướng quân đến bảo vệ do ưu chết yêu cầu con trai của U chết không nghi ngờ Liên cho hắn dẫn quân đội của mình tiến vào thành may ưu chết đã kịp thời trốn về trước răng bẫy dẫn dụ hắn ta vào rồi tóm gọn đây là con tin để yêu cầu nhà vua phải giảng hòa đảm bảo biên giới ở đảo man nơi đây đang tập hợp các liên minh trong đó có sự góp mặt của các vương quốc trung lập đó là vua ogni vua setland vua man đứng đầu cuộc tập hợp là kẻ ngoại đạo người sói nhằm âm mưu chống lại quân đội của người sắc sông bên này lãnh chúa ưu chết bị bà lão dụ đến một hang động xem tảng đá thần linh quân đội y thơ tình đã mai phục xung quanh tất cả mọi người bị tóm gọn bắt làm con tin điều kiện con trai của ưu chết phải mở cổng thành vì sợ ông gặp chuyện anh đã mở cổng cho quân đội của y thơ tình tiến vào bên trong nhưng đây không phải là lệnh của nhà vua mà chính là âm mưu xây dựng quân đội của tên in im ăn hắn ta bắt con trai edmund của nữ hoàng phải làm nô lệ quy gối phủ phục sau đó đưa nữ hoàng và lãnh chúa ư chết đến trước mặt y thơ tình nhà vua rút thanh kiếm muốn kết liễu ông nhưng đổi ý muốn trừng phạt ưu chết bằng cách trục xuất ra khỏi nước anh ra lệnh cho người dân không được cung cấp thức ăn nước uống để lãnh chúa sống như một con sói hoang sau đó y thơ tình cho người đốt hết nhà cửa ở biên giới Scotia, tuyên chiến với tất cả các vương quốc, mục đích thâu tóm mọi quyền lực về tay mình. Dưới cái rét giá lạnh, ư chết được nữ nhân tộc xét cứu đưa về đảo. Nơi đây có tất cả các vị vua của các vương quốc đang tập hợp để chống lại y thơ tình. Qua gián điệp, mọi người biết được nhà vua và tên giáo sứ đã giao cấu thân xác với nhau. Để cứu con trai và người dân Northumbria, ưu chết đồng ý liên minh, mặt khác tên người sói cũng đã liên kết với In-im-under, mục đích mượn tay chết giết chết nhà vua. Mọi chuyện tên In-im-under làm đã bị bại lộ, Uchet chạy nhanh đến Winchester, gặp y thơ tình báo tin. Tên giáo sư có âm mưu liên kết với kẻ ngoại đạo mượn tay giết người, nhưng nhà vua đang mê muội không tin, sai người ném ông ra ngoài. Tại Northumbria, Alap dẫn dụ các tướng quân đi đến tìm gặp lãnh chúa. Biết được đó là một cái bẫy, cả ba người vội chạy về thành nhưng đã chậm một bước. Bộ lạc sói đã cho người giết hết dân làng. Nữ hoàng nhanh chân trốn thoát sau vụ thảm sát, thấy chúng đem tất cả thi thể chôn vào một hang động. Bọn chúng đã bắt đầu hành động. Nếu muốn tiêu diệt được nhà vua thì phải tiêu diệt hết quân đội tại hòn đảo Wiro hàng trăm con tàu của người sói đã cập bến in im under sai người giết hết tất cả các binh lính khiến nữ hoàng và lãnh chúa phải nhanh chóng đến cứu hai con trai của mình khi họ tới khung cảnh đã trở lên hoang tàn xác chết nằm ngổn ngang dưới nền đất bước vào trong nhà vua Stan đã có mặt ở đấy muốn chứng minh sự thật in im under không phản bội nhưng sự thật đã làm nhà vua thất vọng may mắn là con trai của Uchet và hoàng tử edmund đã kịp thời trốn thoát lãnh chúa nói rằng phải ngăn chặn bọn chúng nếu không phe cánh một khi lớn mạnh thì vương quốc Wessex sẽ không thể trụ nổi y thơ tình cảm thấy mất mặt trước ư chết không cho ai nhúng tay vào việc mình đã gây ra tất cả buộc phải mang theo những người con của mình rời đi ư chết chợt nhận ra tại nước anh không có vị vua nào có thể thống nhất được đất nước ư chết cùng các tướng quân tập hợp quân đội đứng lên chống lại âm mưu thống trị của kẻ ngoại đạo ông khích lệ tinh thần chiến đấu quân đội mình tự xem mình là người lính dẫn đầu càn quét cuộc chiến quân đội của y thơ tình cũng đã đến hai bên liên kết tạo thành một bức tường khiên kiên cố lợi dụng địa hình cánh rừng phục vụ tầm nhìn của quân đội mình hai bên xông vào đánh nhau nhưng nhờ nhiều, nhiều lớp khiên chắn kiên cố bảo vệ khiến đội quân ngoại đạo khó mà phá thủng từng tên áp sát đều bị giết chết buộc chúng phải tạo thành mũi nhọn xông vào phá vỡ vòng vây chúng như những con mãnh thú lao lên cắn xé con mồi như một bầy sói lúc sắp nguy cấp con trai của ưu chết đã dẫn quân mai phục đánh úp từ phía sau phản công kịch liệt khiến lần lượt các vị vua đổ máu nằm xuống dưới thanh gươm sắc bén giờ chỉ còn tộc sói chiến đấu y thơ tình cuối cùng cũng đụng độ kẻ phản bội in im under hai người lao vào đánh nhau ác liệt ưu chết thấy thế liền tháo vòng vây lao đến hỗ trợ cho nhà vua. Y thơ tình thất thế, bị In Im Under đánh ngã xuống đất, nhưng nhờ sức chiến đấu bền bỉ, thành công bắt sống hắn ta. Ư chết dần kiệt sức, chỉ còn biết nhìn các vị tướng của mình ngã xuống. Sau trận chiến, năm vị vua đã trốn thoát, nhưng các người kế vị đã không còn, họ hối hận đi về đầu hàng. Cái chết của Ư chết và năm người kế vị đã được ghi tên vào sổ sách. Đây là vụ tàn sát lớn nhất thời Trung cổ. Đội quân sắc sông đã chiến thắng, đánh tan âm mưu xâm lược của quân Đan Mạch. Review phim đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.